Con đang ở trạm dừng chân Phúc Lộc miền Tây nha. 27 Tết này quá trời đẹp luôn. Dừng lại được tài xế được ly cà phê miễn phí luôn. Ở đây bán trái cây nè. Mẹ đâu con? Ồ đây có bán trái cây Tết. À thôi cảm ơn. Cái này nhà anh có tủ bắp ngủ, cái này giống ngủ. Rồi bán trái cây quá trời luôn. Trái lý không? Trái lý gì? Thơm Dì ba lấy được vé chưa? Không biết hả? Dạ. Đi. Mua chế lý. Dạ, mua thử hả? Chế lý. Ăn không vậy? Ăn sống vậy hả? Đúng rồi, thơm lắm. 70 ngàn một tí. Thơm dã man luôn á. Mua đi anh, chưa bây giờ anh biết chế đó đâu. Chưa biết chế gì luôn. Thơm dữ lắm. 70 ngàn một ký. Đi mấy cái nhãn. Đây là siêu thị nè. Đẹp quá. Đây cái khúc trang trí ở giữa nè. Quầy rộng cho cả nhà xem nè. Đó. Kia có quầy ăn bánh nè. Lúc trước đi ở đây thì không được đẹp gì đâu. Giờ người ta sửa lại quá trời đẹp luôn. Phúc Lộc rest stop, điểm đến thân quen, đặc sản. Trang trí chỗ ngồi. Kia quán ăn nha, bánh mì xe Phương Trang đậu ngoài kia. Quá trời rộng luôn. Đi một vòng chơi. Không gấp, rảnh. Đây ly cà phê miễn phí hả? Cái lý. Lâu lắm mới thấy cái này nè. Anh đâu biết à? Anh chưa biết. Chút về ăn thử, chưa bây giờ được ăn đâu. Có gì về làm quà. Đây nè, bánh này nè. Đâu? Coi nem kìa, nem ở đây là ok đó. Bánh tráng sữa. Bánh tráng sữa. Hay nem không? Nem kìa. Bánh quê hương, bánh in. Bánh bía không tên em? Bánh bía nè. Ồ đây là đặc sản Đà Lạt. Trái cây. Nem hả? Nem chua kìa. Quá chừng luôn mới ăn. Nguyên. Hả? Sao? Đây khu vực của Đà Lạt. Đây là khu vực bánh quê hương này. Đây còn quầy nấu ăn. Quá trời rộng luôn cả nhà ơi. Vừa rộng mà vừa thoáng đãng nữa. Sạch sẽ. Ngồi ăn thoải mái luôn. Giờ là cũng giảm bớt rồi. Nó có đường cao tốc rồi. Chỗ này nó ít bớt rồi đó chứ. Nhưng mà cũng còn rất là đông khách. Chứ mà không có đường cao tốc thì dịp này rất là đông. Mua bánh bánh quê hương hả? Cái gì vậy? Rồi có quà mới chứ cho rồi. Giờ có thích tặng hay chứ không? Đi dọc lên như kia đi. Tính tiền chai nước. Uống con chai hả? Rồi đi qua đây coi trái cây tiếp. Đi xe ba, xe hơi lạc đó con. Đây trái cây. Trời luôn, đi ăn uống à. Bánh mì giò. Hảo nghi. Đó, khu vực này là mua vé nè. Xe mì. Xe đây con. Không. Rồi mấy trái ngâm. Bên này mua được vé chưa? Đây dịch vụ khách nàng hả? Nè mấy uống miếng nè, thử cái này. Cái này nó bớt ngọt lắm. Ngoài cà phê còn gì đâu? Không, cái này được tặng. Đúng không mà. Cái này được tặng. Tôi vừa ăn uống nè. Đi một vòng chơi bao quay á. Con bắp không? Bắp luộc kìa. Bắp ngon mà.
ăn uống nè. À, thức ăn nhanh fast food. Đi ra ra người ta đi kìa, người ta đi kìa. Toko. Những bánh bằng. Bắp nè. Nè, xiên bắp thì chứ không muốn trà sữa hả? Một ly trà sữa, một phần bắp. À, hai chị em chung vậy. Mỗi chú á. Ở đây luôn mà. Vị truyền thống nè. Ồ, quá trời rộng. Rồi nghe đi, quá trời rộng luôn. Tôi nói lên xe rồi luôn nha, mấy giờ rồi? Đây, tiệm bánh nè, Hàn Quốc nè. Đấy, bánh bao, đồ ăn, quá rộng. Ở nhà làm đẹp, rộng ghê luôn. Có thể ăn uống.